đăng hàng lên nhưng khi khách chốt lại không có sản phẩm đó để bán. Đây là tình trạng mà mình thường xuyên gặp phải luôn chứ không phải chỉ một vài lần đâu, mà không phải là chỉ có những bạn khác mới gặp phải đâu. Mình thấy hầu hết những cái nhà bán sỉ á, khi mà họ áp dụng đúng cái phương pháp bán hàng thì chắc chắn điều này sẽ thường xuyên xảy ra. Áp dụng đúng phương pháp ở đây tức là bạn bán hàng, bạn phải bán trước khi sản phẩm đó có mặt tại kho hàng. Tại vì như thế này, mình bán sỉ mà mặt hàng lại là quần áo nữa. Quần áo nó đâu thể nào là một mẫu, hai mẫu được đâu đúng không? Mà nó rất là đa dạng về mẫu mã, có khi lên đến cả vài trăm, vài ngàn mẫu luôn. Mà nếu mà các bạn cứ đợi khi nào hàng về đến kho mới bán. Và trong một cái quá trình là hàng khi sản xuất ra nè, nó về đến kho, bạn kiểm tra xuất nhập kho, rồi xong sau đó là sản xuất hình ảnh thực tế. Thì khi đó nó mất khoảng một quá trình ít nhất là khoảng 2 ngày đúng không? Mà trong 2 ngày đó thì cái sản phẩm tiếp theo, sản phẩm mới nó lại lần lượt về. Nó cứ dồn như vậy. Khi mà bạn bán hàng ra không kịp thì chắc chắn nó sẽ bị đọng lại. Nó sẽ bị đọng lại trong kho và nó quá tải. Thứ nhất là quá tải về mặt chứa kho. Thứ hai là nó cũng không thể nào hỗ trợ việc mà bạn bán hàng đi nhanh và đối soát tiền về nhanh, để có thể tiếp tục dùng cái nguồn tiền đó mình xoay vốn, mình để mình ra tiếp những cái sản phẩm tiếp theo đúng không? Mà như vậy á thì thường nó sẽ gặp phải một cái vấn đề nữa, đó chính là nó bị tồn mẫu. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Nó bị tồn mẫu. Tồn hàng là khi bạn sản xuất quá nhiều nó tồn lại đã không nói rồi, còn này là tồn mẫu luôn. Vì đôi khi á mình cứ chờ cái thời gian sản xuất, khi mà mình nhận được hàng rồi, mình đã sản xuất xong rồi mình mới bán. Thì những cái mặt hàng mà thí dụ như theo trend cái mốt á thì nó sẽ qua mốt, nó sẽ qua trend mất đi. Tại vì khi mà bạn biết được cái trend đó thì tức là cái sản phẩm nó được vận hành ở trên thị trường nó được một khoảng thời gian ngắn rồi, và nó đã có độ phủ sóng nhất định rồi, mà nó còn đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa để cho bạn sản xuất nữa, thì chắc chắn là nó sẽ sớm qua trend, sớm đổi thời thôi. Mà khi mà nó qua trend rồi thì chắc chắn việc mà động hàng lại, tồn hàng lại là chuyện phải xảy ra. Nên là những cái nhà bán sỉ như mình á luôn luôn vận dụng một cái cách, đó là bán hàng trước khi hàng về đến kho. Thì mình sẽ ví dụ như là những cái mặt hàng mình bản thân mình tự thiết kế, mình tự ra ID mình làm á, và những cái sản phẩm hot trend nó đã đang hot trên thị trường rồi, thì mình có thể dùng những cái hình ảnh. Thứ nhất là sản phẩm hot trend thì mình sẽ dùng những cái hình ảnh nó đã được bán rộng rãi trên thị trường. Mình sẽ lưu những cái hình ảnh từ mạng xã hội về. Và nếu mà sản phẩm mình tự sản xuất, tự lên bản thiết kế thì mình sẽ làm một cái bản thiết kế trên máy tính. Mình sẽ làm một cái bản thiết kế trên máy tính và mình dùng những cái hình ảnh đó để mình có thể marketing trước cho khách hàng. Đối với những cái khách hàng là đã mua hàng từ mình, những khách hàng quen thuộc, những cái khách hàng mà thường xuyên mua hàng á, mình sẽ gửi những hình ảnh đó cho họ và bắt đầu là mình quảng cáo, mình sẽ xem được cái nhu cầu của họ, xem họ có nhu cầu hay không, và mình sẽ nhận trước những cái đơn đặt hàng từ họ. Tại vì đối với những khách hàng mới á thì có thể chúng ta sẽ chạy quảng cáo thông qua những cái video sản phẩm này kia, rồi dùng hình thức là marketing bằng video thì họ sẽ tìm đến. Nhưng mà chắc chắn một điều là họ sẽ còn băn khoăn về chất lượng cũng như là giá thành này kia. Nhưng đối với những cái khách hàng cũ đã từng mua hàng với mình rồi á thì chắc chắn là họ đã biết chất lượng sản phẩm của mình như thế nào. Mặc dù là nó khác mẫu mã nhưng mà về chất liệu vải này kia thì nó cũng sẽ có cái sự tương đối giống nhau. Về chất liệu, về cái cách thức may hàng này kia, đóng gói này kia, họ đã biết quá rõ điều đó rồi. Và cái giá cả thì họ là một người bán thường xuyên, chắc chắn họ sẽ biết được cái giá thị trường như thế nào, và họ sẽ có sự so sánh, cân đo đong đếm trước, và họ sẽ là chủ động được trong cái việc là họ biết họ có cần cái sản phẩm đó hay không, có nên mua sản phẩm đó hay không. Rồi từ đó họ sẽ đặt hàng mình trước, họ sẽ dành cái sự ưu tiên là họ đặt trước, họ có thể là đặt cọc hay là có thể là dặn trước số lượng, và mình nhận trước những đơn đặt hàng đó để mình có thể thống kê lại. Ví dụ như bây giờ mình nhận trước được cái đơn đặt hàng cái thiết kế đó là 1.000 cái thì mình có thể may ra 1.500 cái để dư 500 cái để có thể bán tiếp tục. Nhưng mà đôi khi á, những cái sản phẩm hot trend á, như video trước mình chia sẻ á, là nó là con dao hai lưỡi. Nó đem đến cho mình một cái nguồn thu nhập gọi là cứu vớt doanh số, có thể cứu vớt doanh số trong một tháng hay là trong cái khoảng thời gian ngắn đó. Nhưng mà nó lại là con dao hai lưỡi, là khi nếu mà mình không chạy kịp với nó thì nó sẽ bị tồn động, mà nó tồn động thì nó sẽ khiến cho mình bị lũng vốn, đúng không? Nên là mình phải cân nhắc cái việc mà mình làm hàng trend.
Thì khi mà làm hàng thì mình luôn áp dụng cái cách là bán hàng trước. Bán hàng trước khi mà nó về đến kho, mình sẽ luôn nhận trước để đặt hàng và làm dư ra cái số lượng ít vừa phải thôi. Và đôi khi á, một cái sản phẩm á, nó sản xuất nếu mà đơn giản thì có thể nhanh nhất có thể nha. Tóm chung là nó cộng hưởng từ nhiều yếu tố lắm. Mẫu mã đơn giản nè, vải nó có sẵn hay không nè, rồi thợ có đang rảnh hay không. Rồi thợ rảnh tức là họ đang làm việc một cách nó, một cái lần đơn hàng nó bình thường, nó dàn trải, họ đủ thời gian để có thể làm tiếp tục những cái sản phẩm mới. Hoặc là thợ đang gấp thì có thể là mình trước đó mình đã nhận những cái đơn đặt hàng cá nhân của những khách đặt mẫu riêng rồi thì mình không thể nào xen vào được. Nên là cái thời lượng sản xuất á, nó cũng tùy thuộc vào cái từng thời điểm khác nhau nữa, nó cộng hưởng từ nhiều yếu tố nữa nên mình không thể nào lường trước được hết. Và đôi khi mình cũng sợ cái việc mình tồn hàng nên mình sẽ bớt lại một xíu, là mình sẽ không sản xuất dư quá nhiều. Ví dụ như đơn đặt hàng mình nhận được là 1.000 thì có thể mình sản xuất ra 1.300, 1.500, nhưng mà vô tình cái mẫu nó lại quá hot nên là khi mà cận cái giờ sản xuất ra rồi á thì mình lại nhận được tiếp những đơn hàng nó đôn số lượng lên là 1.500, 1.600, mình không đủ cung ứng và tiếp đó mình vẫn cho sản xuất tiếp chứ, nhưng mà nó lại trễ hơn so với cái thời gian dự kiến mà mình báo với khách hàng, cũng như là mình đã đăng tải rồi thì khách hàng luôn mặc định là đăng tải là sẽ có sẵn đúng không. Thì nhưng mà khi mà đăng tải họ có nhu cầu mua, nhưng mà đến khi hàng về đến kho thì những cái đơn đặt hàng trước nó đã lấy mất cái số lượng đó rồi thì nó không còn nữa. Cái đó là một phần lỗi thì đương nhiên chắc chắn mình không thể nào đổ lỗi cho khách hàng, tại vì họ là người có nhu cầu mua mà họ tìm đến mình thì mình phải là người nhận được lợi ích chứ, nên là mình đâu thể nào đổ lỗi cho khách hàng đâu, đó chắc chắn hoàn toàn là lỗi của mình rồi. Nhưng mà để có thể là chắc ăn và không để bị tồn hàng thì bắt buộc mình phải áp dụng cái phương pháp đó. Và để như vậy thì sau này càng ngày mình sẽ càng rút kinh nghiệm hơn về cái vấn đề là mình đo được cái độ hot của sản phẩm đó và mình sẽ ra nó dư. Tại vì có những cái sản phẩm cái thời lượng sản xuất nó lâu, nó khó đó, nên là mai nó lâu hơn rất là nhiều, nên bắt buộc mình phải chịu rủi ro là mình sẽ ra dư nhiều để khách hàng có thể lấy. Mà đôi khi bây giờ nó hot quá mình cũng không biết, mình cũng không thể nào ước lượng được. Gần đây cũng có một cái mẫu gọi là cái áo, nó như là cái áo của cái họa tiết, như là họa tiết của áo lính ngày xưa vậy đó mọi người. Và nó mình cũng biết là theo cái thị hiếu của từng người hay là từng nhóm đối tượng khách hàng, từng khu vực khác nhau vậy đó, đôi khi mình không nghĩ cái mẫu đó nó sẽ hot và mình cũng không nghĩ là người ta sẽ có nhu cầu nhiều đến mức đó. Tại vì bản thân mình có thể là cái áo đó đối với mình nó không đẹp, nhưng mà đối với khách hàng khác, khu vực khác hoặc là cái đất nước khác, họ thấy cái đó là đẹp, cái đó là cái hot của họ thì họ sẽ mua rất là nhiều. Mình không lường trước được, mình bị vỡ trận rất nhiều lần những cái sản phẩm hot rồi. Nên cái vấn đề mà mọi người đặt cái câu hỏi là tại sao mà khi đăng tải như vậy mà khi chốt hàng lại không có, thì mình nhận được nhiều lắm, mình cũng cảm thấy rất là bình thường, mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà thật sự là phải gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì cái vấn đề này mình không thể kiểm soát tốt được, mình chỉ có cố gắng cải thiện nó thôi, nhưng mà thật sự chưa cải thiện hoàn toàn 100%, tại vì mình không đo lường được cái độ hot của sản phẩm á, nên mình chưa cải thiện được điều đó. Và mình đang cố gắng làm sao để có thể bây giờ cái việc duy nhất mà mình có thể làm để có thể cải thiện tối đa cái tình trạng này đó là tìm kiếm thêm đối tượng khách hàng thôi. Tại vì mình buộc phải ra dư cái số lượng nó khá một chút để đảm bảo được cái nguồn cung cho khách. Thì bên cạnh đó nếu mà mình cảm thấy rủi ro thì mình phải làm sao để kiếm được thêm nhiều khách hàng mới hơn nữa để cái rủi ro của mình nó giảm lại xuống. Tại vì ví dụ như 10 người thì đâu đó sẽ có được 4-5 người có nhu cầu mua sản phẩm đó. Được. Hào án. Thì mình sẽ giảm được. Nên là mình cố gắng để tìm kiếm thêm khách hàng mới có thể hỗ trợ được trong cái việc này. Và mình cải thiện để khách hàng sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi mà họ muốn mua nhưng lại không có. Đó là cái điều mà mình đang cố gắng để cải thiện rất là nhiều. Nên là các bạn cứ yên tâm ha, bây giờ là đặt hàng là sẽ có. Ví dụ như có muộn hơn 1-2 ngày thì mình cũng sẽ cố gắng sản xuất nhanh, chứ không để khách hàng phải chờ lâu. Nên là nếu mà có nhu cầu thì bạn cứ mạnh dạn inbox, mà nhớ là khi mà mình đã có nhu cầu rồi thì mình hãy nhanh tay mình đặt hàng. Mình có thể riêng về chất lượng thì bên mình sẽ đảm bảo nếu có bất kỳ lỗi hư hỏng hay là chưa đạt yêu cầu giống như mà cái điều mà mình quảng cáo ra thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ giao đến tay khách, hoặc là khách có quyền hoàn hàng về.
với là điều kiện là hàng còn nguyên tem nguyên mác nguyên bạn thì mình vẫn nhận lại thôi, nên là đừng có vì lăng tăng vì điều này điều kia mà đặt hàng chậm tay. Khi mà đặt hàng chậm tay nó hết hàng thì mình lại thấy tiếc, tại vì bản thân mình không có hàng bán mình cũng tiếc, mà bạn không có hàng bán ra cho những khách hàng khác, bạn bị kéo doanh số xuống thì bản thân bạn cũng tiếc. Nó là một cái điều mà khi hợp tác chúng ta sẽ không muốn phải xảy ra, nên là khách hàng hãy cố gắng. Khi mà có nhu cầu rồi thì cứ mạnh dạn nha, đừng có lo về những vấn đề khác nữa mà cứ mạnh dạn đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.